Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của điện máy 3G. Bạn đang làm chủ của những quán vịt quay, bạn đang sử dụng lò xích hay những lò nướng quay nướng ngoài trời khác. Bạn đang muốn thay đổi chất lượng của sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và hình dáng đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để thu hút nhiều khách hàng hơn. Do vậy, hôm nay điện máy 3G xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm hiện đại nhất hiện nay, đó là lò quay vịt kính xoay 680 và lò quay vịt kính xoay 850 do điện máy 3G phân phối trực tiếp tại Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lò quay vịt kính xoay 680. Lò quay vịt kính xoay 680 được thiết kế với lớp kính cường lực bao xung quanh lò. Với kính cường lực này, có thể chịu lực và chịu nhiệt rất tốt. Các bạn không phải lo lắng kính vỡ trong quá trình quay nướng. Và lớp kính này giúp các bạn dễ dàng quan sát được sản phẩm trong quá trình quay nướng, cũng như tạo nên độ trưng bày với tính thẩm mỹ cao. Khung và phần đáy của lò đều được làm bằng inox rất chắc chắn và không bị han rỉ. Lò quay vịt kính xoay 680 có đường kính là 68cm. Với đường kính này, lò có thể quay từ 8 đến 10 con vịt trên một mẻ. Lò được thiết kế với một cánh cửa rộng giúp các bạn cho sản phẩm và lấy sản phẩm ra nhanh chóng và dễ dàng hơn, cũng như tiết thêm than vào cũng nhanh chóng và dễ hơn. Bên trong lò là dàn treo thực phẩm được thiết kế với hai tầng treo. Bộ dàn treo này được gắn với trục động cơ phía trên và giúp cho dàn treo sẽ xoay được. Với hệ thống trục xoay sẽ giúp cho sản phẩm chín nhanh và đều hơn. Lò được trang bị bóng đèn chịu nhiệt với công suất 500W, chiếu rất sáng phía trong lò, tạo nên độ bắt mắt cho sản phẩm. Với chiếc đèn này, chúng ta có thể sử dụng để giúp ấm cho sản phẩm. Phía đáy lò là vị trí đặt bếp than. Chúng ta có thể nhấc được bếp than ra và đặt vào dễ dàng. Van xả nước ở đáy lò giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn. Khi sử dụng lò quay vịt kính xoay 680 này, sẽ rất tiết kiệm được nhiên liệu đốt. Mỗi một mẻ, lò tiêu thụ từ 2,5 đến 3kg than, tiết kiệm hơn rất nhiều so với lò quay xích. Thời gian quay nướng cũng được rút ngắn hơn, xuống còn 45 đến 50 phút một mẻ. Lò quay vịt kính xoay 680 có bảng điều khiển bao gồm công tắc bóng đèn, công tắc trục xoay và ổ cắm qua cục đổi nguồn để cấp điện cho động cơ xoay. Một đồng hồ hiển thị chính xác nhiệt độ trong lò và bạn dễ dàng quan sát, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho từng món quay nướng. Lò quay vịt kính xoay 680 được thiết kế với 4 bánh xe rất thuận tiện cho việc di chuyển lò. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chiếc lò quay vịt kính xoay 680. Vậy còn chiếc lò quay vịt kính xoay 850 thì sao? Tại sao chúng lại được nhiều các chủ cửa hàng tìm mua đến vậy? Ngay bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc lò quay này. Lò quay vịt kính xoay 850 với lớp kính cường lực được thiết kế hiện đại. Lò sử dụng được cả hai nhiên liệu đốt, đó là ga và than. Lò quay vịt kính xoay 850 thường sử dụng cho các nhà hàng, quán ăn lớn. Lò có thể quay đa dạng rất nhiều sản phẩm như vịt, gà, thịt lợn tảng, thịt thỏ, thịt cừu. Lò có khoang chứa rộng đến 85cm, có thể chứa tới gần 20 con vịt trên một lần quay. Đặc biệt, với lò quay vịt kính xoay 850 được thiết kế với hai cánh cửa để giúp cho việc treo sản phẩm vào và lấy sản phẩm ra dễ dàng và nhanh hơn. Cùng với đó là hệ thống tay nắm cửa chắc chắn và dễ đóng mở. Toàn bộ lò quay vịt kính xoay 850 được làm từ kính cường lực và inox nên độ bền cao, dễ vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phía trong lò là dàn treo được làm bằng inox thép không rỉ, rất chắc chắn. Lò cũng được trang bị bóng đèn chịu nhiệt với công suất 500W. Lò quay vịt kính xoay 850 sử dụng hai nhiên liệu là than và dàn ga được gắn bên cạnh lò. Với dàn ga gốm sứ làm nhiên liệu đốt nên các bạn sẽ không sợ sản phẩm bị ám mùi ga và tiết kiệm được chi phí nhiên liệu đốt. Bên thân là hệ thống bảng điều khiển được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản trong sử dụng. Bảng điều khiển bao gồm công tắc bóng đèn, công tắc trục xoay và công tắc đánh ga. Phía trên cùng là hệ thống motor của trục xoay giúp dàn treo có thể xoay được, giúp cho sản phẩm chín nhanh và đều hơn. Các bạn quan sát phía sau hệ thống bảng điều khiển sẽ có hai đầu đấu của nguồn vào 24V. Hệ thống bánh xe giúp lò dễ dàng di chuyển.
kèm theo hệ thống khóa bánh khi lò đứng yên, giúp lò tránh bị di chuyển ngoài ý muốn khi đang sử dụng. Đặc điểm khác nhau giữa hai lò quay bịt tín xoay 680 và lò quay bịt tín xoay 850 đó là về kích thước của lò. Đối với lò quay bịt tín xoay 680 có đường kính nhỏ gọn nên chỉ quay được 8 đến 10 con vịt trên một mẻ. Còn với lò quay bịt tín xoay 850 có đường kính rộng lên đến 85cm và có thể quay 15 đến 2 con vịt trên một mẻ. Về nhiên liệu đốt của lò, lò quay bịt 680 chỉ dùng một chất đốt than hoặc là ga. Đối với lò 850 sử dụng đồng thời hai chất đốt than và ga hoặc hai dàn ga. Lò quay bịt tín xoay 680 sử dụng động cơ 12V, còn với lò quay bịt tín xoay 850 sử dụng động cơ 24V. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm lò quay bịt kính xoay 680 và lò quay bịt kính xoay 850 với rất nhiều những tính năng nổi bật giúp việc quay nướng của các bạn đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn truy cập trang web điệnmay3g.vn hoặc hotline 0973110295. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh video của Điện Máy 3G. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.